kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2024, có các nội dung đáng chú ý sau. Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Đắk Lắk sơ kết 6 tháng đầu năm. Lan tỏa phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đề phòng các bệnh về đường hô hấp khi thời tiết thay đổi. Ấn Độ và Áo thảo luận phương thức mở rộng hợp tác. Liên Hợp Quốc đánh giá tác động môi trường từ quá trình số hóa. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 7, Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Hội hữu nghị Việt Nam-Lào hiện có 18 hội cơ sở với 1.479 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã tích cực tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tổ chức đoàn cán bộ đi công tác tại Lào để tổng kết 5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp công tác giữa tỉnh hội Sê-công và tỉnh hội Đắk Lắk, tặng quà cho sinh viên Lào đang học tập tại trường Đại học Tây Nguyên và trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên, tặng quà cho 5 hộ gia đình người Việt Nam gốc Lào có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai Lào. Sau tháng cuối năm, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Đắk Lắk sẽ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tìm hiểu về truyền thống quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào, tiếp tục triển khai kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 11 tháng 7, Công an huyện Buôn Đôn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe khách, xe tải trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, hơn 60 đại biểu là chủ các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe khách, xe tải đã được phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về nồng độ cồn, quy định sử dụng làn đường, tốc độ khi tham gia giao thông. Tại hội nghị, Công an huyện Buôn Đôn tổ chức cho các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe khách, xe tải ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các quy định liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ như không chở hàng vượt quá tải trọng, có giấy phép lái xe phù hợp với phương tiện đang điều khiển, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, không sử dụng chất có nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông. Ngày 11 tháng 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 đã bàn giao nhà đại đoàn kết ở xã Ea Leo, huyện Ea Leo. Ngôi nhà được bàn giao cho ông Nguyễn Thành Dũng là cựu chiến binh thuộc diện hộ cận nghèo có diện tích 45m² với kinh phí 50 triệu đồng do Ngân hàng Quân đội tài trợ và ngày công xây dựng của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, hỗ trợ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn đảng bộ tỉnh Đắk Lắk kết nạp được 1.096 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 88.205 đồng chí. Công tác kết nạp đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay tăng cả về số lượng và chất lượng. Công tác phát triển đảng viên đạt 128,88% so với kế hoạch. Hầu hết các đảng bộ trực thuộc tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch phát triển đảng viên. Năm 2023, tỷ lệ đảng viên kết nạp của đảng bộ tỉnh đứng 24 trên 67 đảng bộ trực thuộc trung ương. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đắk Lắk giải ngân được gần 1.465 tỷ đồng, bằng 33,5% kế hoạch được giao, cao hơn mức giải ngân trung bình của cả nước, đứng đầu 5 tỉnh Tây Nguyên và đứng thứ 13 trong các tỉnh, thành phố được giao thực hiện kế hoạch đầu tư công. Năm 2024, tổng kế hoạch đầu tư công, ngân sách tỉnh quản lý để thực hiện dự án là gần 4.556 tỷ đồng, trong đó đã giao chi tiết đến từng dự án gần 4.377 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương và các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đảm bảo theo kế hoạch. Trong đó tập trung triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, các nội dung liên quan đến mỏ vật liệu, khoáng sản, bãi đổ thải phục vụ cho công trình, dự án. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực,
phát triển sâu rộng. Với sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp công đoàn đã khích lệ sức sáng tạo của người lao động. Các sáng kiến được áp dụng vào công tác và sản xuất đã mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp, đơn vị. Trải qua 17 năm làm việc, anh Vũ Thiên Nhiên đã cùng các đồng nghiệp thực hiện được 5 đề tài sáng kiến cho công ty, điển hình như sáng kiến cải thiện nồi lọc Lauterton, giúp giảm thời gian khấu hao thiết bị của nhà máy, nâng công suất đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng công suất hệ thống, giảm chi phí sản xuất. Sáng kiến này đã làm lợi cho công ty hàng năm trên 5,1 tỷ đồng. Ok, trong suốt 17 năm công tác thì bản thân và các cộng sự cũng đã tham gia được 5 đề tài giải pháp sáng kiến làm lợi. Trong đó là tham gia được một giải nhì, đã được một giải nhì của cuộc thi sáng tạo của tỉnh, một giải ba và hai giải khuyến khích. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc cũng đã tạo cái phong trào thi đua hết sức mạnh mẽ trong cán bộ công nhân viên lao động trong công ty, nhất là phong trào thi đua lao động sáng tạo. Thì điều này đã làm tăng cái năng suất lao động cũng như là tăng cái sự đoàn kết gắn bó trong những người lao động trong toàn công ty. Thì điển hình là năm 2023 thì người lao động công ty đã có 38 cái đề tài sáng kiến giải pháp hữu ích được công nhận và giá trị làm lợi là trên 7 tỷ đồng. Đoàn viên là công nhân viên chức làm việc tại các đơn vị cơ quan nhà nước cũng có nhiều sáng kiến cải tiến trong công việc, lan tỏa được tinh thần cống hiến, đóng góp trí tuệ. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2018-2023, toàn tỉnh có 41.326 sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật được công nhận đã áp dụng vào sản xuất, công tác, làm lợi hơn 412 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến thể hiện sự sáng tạo gắn với thực tiễn chuyên môn, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cơ quan đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng cao. Đơn cử như sáng kiến của cán bộ người lao động Cục Thuế tỉnh và các đơn vị trực thuộc trong việc áp dụng biện pháp chống thất thu thuế cho nhà nước, sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn, sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục về sáng tạo công cụ, dụng cụ học tập, đổi mới phương pháp dạy và học. Đối với phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm thì ngay từ đầu năm luôn cũng đã có cái xây dựng trong quy chế thi đua, thì hầu như tổ nào cũng có ít nhất là 50% tham gia sáng kiến kinh nghiệm và khuyến khích 100%. Trên cấp trường thì hầu như năm nào cũng 100% tham gia. Và sau khi chấm cấp trường xong thì nhà trường sẽ chọn những cái sáng kiến nghiệm mà nó có cái giá trị vận dụng và những cái sáng nghiệm tốt để tham gia dự thi cấp tỉnh. Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để đoàn viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, qua đó khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi thời tiết thay đổi thì bệnh nhân nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp lại tăng cao. Thường gặp ở người lớn tuổi là bệnh viêm phổi và phổi tắc nghẽn mãn tính, còn ở trẻ em thì có bệnh viêm mũi họng, phế quản. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Những ngày gần đây, số trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi họng, phế quản, viêm phổi có dấu hiệu tăng. Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến thất thường nên trẻ dễ nhiễm bệnh. Biểu hiện thường thấy là trẻ bị sốt, sổ mũi và ho nhiều. Có những trường hợp trẻ mắc bệnh khá lâu hoặc tái phát nhiều lần, phải điều trị từ 10 đến 15 ngày mới khỏi bệnh. Đối với mà cái thời tiết giao mùa ở đây á, thì chúng ta biết rằng là khi mà bệnh nặng hoặc bệnh cấp cứu thì bao giờ tiền triệu cũng nó là những bệnh khởi đầu và những cái bệnh mắc phải nó nhẹ. Thì ở đây là đa số là trẻ chúng ta sẽ thấy là thường là mắc các bệnh hô hấp, các đường viêm đường hô hấp trên. Nên là chúng ta, các bậc phụ huynh, các ông bố bà mẹ thì chúng ta lưu ý rằng là khi những đứa trẻ mà có biểu hiện ví dụ như sốt, biểu hiện như ho, chảy nước mũi hoặc là khò khè thì chúng ta nên đưa đến cơ sở y tế ngay. Ở người lớn tuổi, ngoài bệnh thường gặp là viêm phổi thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rất đáng lo ngại. Bệnh nhân thường bị khó thở, tức ngực và ho có đờm kéo dài. Ngộp lắm, cứ như mình đi mà nếu mà không quen á là chịu không nổi đâu. Ép cái ngực này nè, mình nằm chỏng mông lên, mình thở nó mơ ấy chứ còn không là nó ngộp chịu không được. Phổi tắc nghẽn mãn tính là căn bệnh rất nguy hiểm đối với người lớn tuổi. Thống kê của Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm 2023 đã có trên 700 lượt bệnh nhân đến điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, trong đó có khoảng 30% trường hợp bệnh đã chuyển sang biến chứng. Các bác sĩ cho biết phần lớn các trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chỉ đi khám khi có các biểu hiện nặng
như ho nhiều, khó thở, đờm đặc lâu dài. Nhưng đây là lúc bệnh đã ở giai đoạn muộn, chức năng phổi đã suy giảm nhiều. Những bệnh nhân mà ngoài 40 tuổi có hút thuốc lá mà thường thì hay có những cái triệu chứng chẳng hạn như là ho khạc đờm mà đã loại trừ những cái nguyên nhân khác thì có thể nghĩ đến một cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và khi về càng về lâu về dài á thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như là khó thở. Một vấn đề đáng lo ngại trong việc điều trị bệnh đó là tình trạng bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân tự ý mua thuốc về uống. Điều này dễ dẫn đến những hệ lụy khó lường, có thể dẫn đến tình trạng lờn kháng sinh hoặc ảnh hưởng đến chức năng của gan thận. Do đó, việc theo dõi sức khỏe thường xuyên và đến ngay cơ sở y tế khi cơ thể có những biểu hiện lạ là vấn đề cần quan tâm. Cùng với đó thì người dân cũng cần nâng sức đề kháng cho cơ thể bằng cách ăn phong phú các loại thực phẩm, tăng cường rau quả, uống nước đầy đủ và tập thể dục thường xuyên.